Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Khi bạn là công dân Việt Nam Khi bạn đang sống ở chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một chế độ độc tài, man dợ và khát máu Thì khi bạn mua một con xe Mercedes Bạn phải trả thêm tiền để mua một con xe khác cho đảng Và một con xe nữa cho nhà nước Nhà nước có một con bạn mới có quyền lăn bánh bạn mua một chiếc điện thoại iPhone hoặc điện thoại Samsung thì bạn cũng phải mua cho đảng một chiếc và cho nhà nước một chiếc. Bạn mới có quyền lắp sim vào để sử dụng nó. Bạn sử dụng điện cũng thế thôi. Xài 1 kW điện thì bạn phải trả cho nhà nước 1 kW điện và trả cho chính phủ 1 kW điện. Thì TV và quạt nhà bạn mới có quyền hoạt động. Thì đương nhiên xăng đáng giá ra chỉ có 4.000 đồng trên 1 lít nhưng bạn phải trả cho nhà nước 1 lít và phải trả cho đảng 1 lít Nên bạn phải trả 12.000 trên một lít là đúng rồi Có ai còn có thắc mắc gì nữa không? Hãy để mọi chuyện cho đảng và nhà nước lo Ai đứng đằng sau con cá mập ngành y trường sinh Chuyên độc quyền cung cấp xuất ăn cho hàng loạt bệnh viện ở Hà Nội Mấy ngày nay dâm gian chuyện phong tỏa bệnh viện Bạch Mai và mọi người giờ đều chú tâm vào một cái mũi đó là công ty cung ứng xuất ăn tại bệnh viện Bạch Mai nơi mà có rất nhiều bệnh nhân được cho là dương tính với phải rất Vũ Hán nghe thông tin dâm gian bên lề là một năm doanh thu của trường sinh tại bệnh viện Bạch Mai lên đến 200 tỷ đồng đã được một cán bộ khẳng định đó là xác thực Tuy nhiên trường sinh đâu chỉ cung cấp xuất ăn cho bệnh viện Bạch Mai cả bệnh viện nội tiết trung ương cũng được công ty này thâu tóm độc quyền gói thầu này Dư luận đặt câu hỏi đứng sau trường sinh là ai mà có quyền hạn và quyền lực to lớn đến như vậy, mỗi năm sơ sơ kiếm vài trăm tỷ như chơi. Qua tìm hiểu mới thấy ngành nghề kinh doanh của công ty này rất đa dạng từ mua bán thiết bị y tế cung cấp và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế công nghệ cao đến các dịch vụ khác như mua bán thực phẩm, chức năng, nuôi trồng cây dược liệu và cây công nghiệp khác, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường thủy và thủy lợi, đường dây và trạm biến áp có điện áp 35 kV trở xuống, san lấp và chuẩn bị mặt bằng khai thác khoáng sản và chế biến đá, vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy, mua bán vật liệu xây dựng, gạch ngói, xi măng, đá, cát, sắt, sỏi thép, xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty kinh doanh kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, kinh doanh nhà hàng quán ăn, hàng ăn uống, dịch dịch vụ phục vụ đồ uống, kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu, dược liệu, bao bì và đại lý du lịch. Công ty Trường Sinh có một đơn vị phụ thuộc là căng tin, trung tâm dịch vụ ăn uống ở trong bệnh viện lớn ở Hà Nội. Người đứng đầu chịu trách nhiệm các đơn vị này là ông Trần Doãn Sinh. Các đơn vị phụ thuộc này có ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Đi tìm hiểu xem công ty trường sinh là sân sau của ông vua bà chúa nào. Theo tiết lộ của nhà báo, con cá mập ngành y này là một phu nhân cựu bộ trưởng ngành y, đồng thời cũng là nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai Trần Thúy Hạnh, hiện đang làm hiệu trưởng trường cao đẳng y tế bệnh viện Bạch Mai. Còn về phu quân của bà, nếu là người Hà Nội hoặc những ai đó đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội thì không còn lạ lẫm hoặc đã từng ít nhất một lần thưởng thức món đặc sản rắn lệ mật. Ngay nút giao thông đường quốc lộ 5 Hà Nội đi Hải Phòng có trung tâm thương mại Big gần đó. Sau lưng, sau lưng nó là chính là một trang trại sinh thái khá rộng, xây dạng nhà vườn với những món ăn đặc sản từ rắn. Trang trại mang cái tên quốc phương trại hoặc thêm cái tên mật khác là quốc phương trại, quốc triệu. Đó chính là cơ ngơi của Ngài cựu Bộ trưởng Ngành Y, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương Nguyễn Quốc Triệu. Hóa ra, trường sinh đúng là sản phẩm nhà noi của hai cây đề trong ngành y. Giờ trường sinh chính là căn nguyên bùng phát của đại dịch và đát Vũ Hán không chỉ ở Hà Nội mà còn lây lan sang các tỉnh, thành khác là quả bom nổ chậm nếu không vô hiệu hóa nó kịp thời. Không biết sau này Trường Sinh có còn thâu tóm độc quyền cung cấp suất ăn công nghiệp cho các bệnh viện nữa hay không? Chỉ biết rằng chả biết đất nước phát triển thế nào mà các dự án kinh doanh dịch vụ ăn nên làm ra rốt cuộc toàn là sân trước, sân sau của các quan chức thế này. Họa cũng từ đó mà ra cả. Khi vượng cầm quyền, Hôm ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, người đang được coi là nhân vật sáng giá nhất cho ghế Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội 13 sắp tới đây. Vừa thay mặt cho Bộ Chính trị tuyên bố quyết định phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là xu thế tất yếu. Ngược dòng thời gian về những năm 1986 để cứu nguy cho nền kinh tế bao cấp lạc hậu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một mô hình hỗn hợp có tên gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm hai thành phần, trong đó khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kết hợp có mức độ với kinh tế tự do bao gồm các ngành kinh doanh tư nhân. Sau 30 năm đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư nhân ngày càng phát triển về lượng lẫn chất Thậm chí nhiều hộ nông dân đã chuyển sang kinh doanh hàng hóa. Các hộ tư thương phát triển cả thị trường hàng hóa lẫn dịch vụ với quy mô ngày càng lớn. Chủng loại phong phú hơn và cũng chính trong sách trắng Việt Nam lần đầu tiên được công bố vào năm 2019 cũng phải công nhận thành quả ngoài sức tưởng tượng của khối kinh tế tư nhân đã đóng góp đến 42% vào GDP theo số liệu của Tổng cục Thống kê vào tạo ra ngày càng nhiều công ăn việc làm. Số người lao động trên 15 tuổi đang làm việc cho khu vực tư nhân chiếm 83,3% khoảng 45,2 triệu người. Thế nên, chỉ thị của ông Trần Quốc Vượng muốn tập trung phát triển lại nền kinh tế tập thể và hệ thống hợp tác xã của thời bao cấp đã khiến cho công luận thất kinh hồn vía. Vì toàn thể dân Việt Nam, nhất là đối với những người miền Nam, ba chữ hợp tác xã đã thành như nỗi ám ảnh kinh hoàng với những tháng ngày đen tối sau năm 1975 với đánh tư sản quốc hữu hóa, chế độ tem phiếu, cái đinh, đăng ký, cái bí, xếp hàng và bò bò khoai sắn ăn độn thay cơm khiến cho cả nước đã có lúc ở bên bờ vực của nạn đói. Nếu không có sự thay đổi và đổi mới của ngày ấy, coi như toàn bộ nền kinh tế tập trung của đảng đã rơi vào khủng hoảng và bị tê liệt. Rồi cũng chính Trần Quốc Vượng phải thừa nhận mô hình hợp tác xã hiện nay còn quá nhiều hạn chế, phát triển nhỏ lẻ không đồng đều. Tính đến năm 2018, cả nước chỉ có khoảng 596 hợp tác xã, tỷ lệ đóng góp cho GDP quá thấp chưa đến 4%. Thì tại sao nay Đảng lại ra sức vực mồ hợp tác xã dậy khiến cho luật sư Lê Công Định phải thốt lên: Đảng Cộng sản cứ muốn điều hành nền kinh tế hiện đại bằng tư duy lỗi thời của các lãnh tụ Cộng sản thuộc thế hệ hơn 100 năm trước. Câu trả lời dễ dàng là kinh tế định thể chế chính trị. Cứ để cho khu vực kinh tế thị trường phát triển vùn vụt thì vai trò lãnh đạo của đảng ta sẽ bị lu mờ. Nếu không muốn nói là sẽ dẫn đến nguy cơ đảng bị lật đổ vì không còn gây được niềm tin trong lòng dân. Người dân tin sau nổi khi ở đâu đó có bàn tay của chính phủ điều hành các doanh nghiệp nhà nước thì ở đó có tham nhũng, có thiệt hại thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng và viễn cảnh rơi vào bẫy nợ của tàu cộng đến một ngày không xa sẽ phải nhượng địa là chuyện khó tránh khỏi. Mới đây, trên mạng xã hội cũng như trên mạng của nhà nước đã có một bài viết với tựa đề Trung Quốc tung ra 200 tỷ đô la để mua đất hoàng sa của Việt Nam. Điều này có lẽ đó là đang xảy ra một sự thật như thế, giống như ở Việt Nam trả nợ cho Trung Quốc, trong thời gian Trung Quốc ủng hộ cộng sản miền Bắc chiếm đoạt miền Nam thì cộng sản Trung Quốc cũng đã giúp Việt Nam cộng sản Việt Nam rất là nhiều trong các trang vũ khí, trang thiết bị vũ khí cũng như lương thực và các trang thiết bị khác phục vụ cho chiến tranh để cho cộng sản miền Bắc chiếm được miền Nam và với mang một cái tên rất là mỹ miều đó là giải phóng sau đó thì cộng sản việt nam đã cắt biên giới phía sáu tỉnh phía bắc nhiều triệu km vuông để bán để nhượng lại cho trung quốc mang tính chất là trả nợ đảng cộng sản việt nam trước sau vẫn muốn nắm hết quyền lực kiểm soát kinh tế để bàn phát đặc quyền đó là những đảng viên công an quân đội hầu đổi lại sự trung thành với đảng bảo vệ đảng nên nay mới dùng chiêu bài kinh tế tập trung hợp tác xã và bao cấp ra làm cứu cánh. Một điều cần lưu ý khi khối doanh nghiệp tư nhân bị giảm thiểu thì cũng sẽ không cần đến công đoàn độc lập. Đó chính là nỗi khiếp sợ to lớn của Đảng Cộng sản mỗi khi nhắc đến bài học lịch sử. Hãy còn đó chính là công đoàn đoàn kết Ba Lan đã đấu tranh thành công và lập ra một chính phủ Ba Lan không còn Cộng sản vào những thập niên 90 của thế kỷ trước và kinh tế thị trường bị xóa bỏ nhường chỗ cho kinh tế nhà nước chỉ huy hàng hóa độc quyền do nhà nước phân phối thì đời sống của người dân coi như phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cũng như kế hoạch của chính phủ. Cho dù kế hoạch chiến lược lâu dài 70 năm hay 99 năm đó, đặc khu kinh tế là một điển hình có nguy hại đến an ninh quốc gia mấy đi nữa người dân bị đảng kiểm soát bao tử thì cũng không còn sức để mà phản kháng dù toàn dân đều phải thấy và biết rõ đảng cộng sản là một tổ chức thối nát lãnh đạo ngu xuẩn tham quyền cố vị và sâu dân mọt nước liệu người dân việt nam có chấp nhận trở về với thời bóng tối cao bao cấp mông muội do vượng cầm quyền hay không tại sao dân việt nam không nhận tiền trợ cấp trong mùa dịch và đất Vũ Hán lật đổ chế độ Cộng sản trợ cấp của chính phủ. Trả lời câu hỏi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh Kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách VEPA cho rằng tỷ trọng tiêu dùng tiết kiệm trong tổng thu nhập của các hộ gia đình của Việt Nam là rất khác so với các nước phát triển. Do vậy, ngoài lý do nguồn lực ngân sách hạn hẹp thì không thể dùng chính sách mạnh tay như tặng tiền mặt cho người dân để chi tiêu. Mặt khác, Việt Nam là nền kinh tế nhỏ rất mở Vấn đề tỷ giá cũng rất quan trọng việc bơm tiền ao ạt như như các nền kinh tế như Mỹ hay EU không chỉ dẫn tới lạm phát mà còn là sự mất giá mạnh của đồng nội tệ, đồng Việt Nam đồng và hậu quả có thể là sự tháo chạy vốn nước ngoài khiến cho tình hình nghiêm trọng hơn và khi đó rất có thể sẽ xảy ra khủng hoảng kép. Nhưng đây không phải là lý do đúng đắn và chính xác Hàng năm các quan chức Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương tham nhũng tối thiểu là 30% đến 50% ngân sách chi tiêu quốc phòng, tức các quan chức Cộng sản Việt Nam đã chiếm đoạt từ 20 đến 30 tỷ đô la mỗi năm. Chưa kể các quan chức Cộng sản ăn hối lộ chiếm đoạt tài sản đất đai của người dân, tài nguyên của đất nước cũng khoảng chừng đó. Nếu tính từ năm 1990 khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển và cũng là lúc nạn tham nhũng trở thành bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam, tới nay là 30 năm thì các quan chức Cộng sản Việt Nam qua các nhiệm kỳ đã chiếm đoạt của nhân dân và đất nước từ 800 đến 1.000 tỷ đô la. Bởi vậy ngân sách thu từ thuế của nhân dân bán tài nguyên đất nước lúc nào cũng trống rỗng. Khi thiếu tiền thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đi vay nước ngoài, phát hành trái phiếu, in thêm tiền, vân vân. Vậy giải pháp nào để thu hồi lại số tiền đã bị quan chức Cộng sản Việt Nam cướp và chiếm đoạt Giải pháp duy nhất là toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng dân chủ để lật đổ chế độ Cộng sản, tịch thu toàn bộ tài sản của các quan chức Cộng sản và con cháu của họ tính từ năm 1990 đến nay. Tôi xin điểm qua xem người dân và doanh nghiệp, các nước được chính phủ của họ hỗ trợ như thế nào. Người dân của các nước được chính phủ họ hỗ trợ như thế nào. Thượng viện Mỹ hôm ngày 25 tháng 3 công bố gói cứu trợ lớn chưa từng có giá trị 2.000 tỷ đô la để nền kinh tế Mỹ có thể đối phó với dịch virus Vũ Hán một trong những trọng tâm của gói hỗ trợ này là phát triển cho người dân với kỳ vọng có thể giúp cho hộ gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn đến khi đà lây lan của virus chậm lại và những nhà máy công sở có thể mở cửa trở lại. Theo đó, số tiền 1.200 đô la sẽ được phát cho mỗi cá nhân hoặc 2.400 đô la cho các cặp vợ chồng, trẻ em được nhận thêm 500 đô la. Thời gian nhận được có thể là trong vòng 3 tuần tới. Khoản viện trợ này sẽ giảm dần những cá nhân có thu nhập trên 75.000 đô la và các cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 đô la một năm. Những người có thu nhập trên 99.000 đô la một năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập trên 198.000 đô la một năm sẽ không được nhận trợ cấp. Ngoài Mỹ, chính phủ Anh cũng hé lộ việc sẽ chi trả cho những người làm việc tự do một khoản trợ cấp 80% thu nhập trung bình hàng tháng lên đến 2.500 bảng Anh tương đương với 3.000 đô la mỗi tháng trong 3 tháng liên tiếp tới đây. Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, các công ty có 5 nhân viên trở xuống sẽ đủ điều kiện nhận gói trợ cấp một lần trị giá 9.000 đô la tương đương với 9.000 euro tương đương với 9.900 đô la trong những doanh nghiệp có 10 nhân viên sẽ nhận được 15.000 euro. Chính phủ cung cấp cũng sẽ bổ sung và cung cấp thêm cho 3 tỷ euro vào những quỹ bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội cho những người làm việc tự do. Còn ở tại Pháp, những doanh nghiệp nhỏ và những người làm tự do sẽ kiếm được ít hơn 60.000 euro một năm có thể nộp đơn xin trợ cấp 1.500 euro nếu họ buộc phải đóng cửa kinh doanh hay doanh thu giảm 70% so với trước đó. Chính phủ Pháp cũng sẽ trả 84% lương cho bất kỳ nhân viên nào bị cho nghỉ việc tạm thời lên đến 5.330 euro mỗi tháng thay vì 1.219 euro theo kế hoạch trước đó. Còn ở Úc, nước Úc cũng đã công bố gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử trị giá gần 80 tỷ đô la nhằm trợ cấp tiền lương cho hơn 6 triệu người lao động đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch virus Vũ Hán. Khoản trợ cấp giữ việc làm cho người lao động được áp dụng bắt đầu từ 1 tháng 3 nhưng sẽ được giải ngân vào đầu tháng 5 và duy trì trong khoảng thời gian 6 tháng. Còn ở Hàn Quốc cũng chi thêm 9.100 tỷ won hỗ trợ cho 14 triệu gia đình có thu nhập thấp gồm có 35 triệu người trên tổng dân số 51 triệu người dân nước này. Bên cạnh đó nước này cũng sẽ thúc đẩy một gói ngân sách bổ sung thứ hai trị giá 7.100 tỷ won tương đương với 5,8 tỷ đô la để cung cấp phiếu mua sắm và phiếu quà tặng cho hơn một nửa hộ gia đình. Tây Ban Nha cũng công bố gói cứu trợ trị giá 200 tỷ euro, gần 220 tỷ đô la, bao gồm cung cấp các khoản vay tín dụng viện trợ trực tiếp cho hàng loạt doanh nghiệp và người lao động. Đây là khoản trợ cấp cực kỳ có ý nghĩa đối với hàng triệu người không làm việc toàn thời gian hoặc tự doanh như lái xe taxi, nhân viên giao đồ ăn, công nhân xây dựng, nhà hàng, nhà chủ hàng, chủ nhà hàng, quán cà phê, tất cả họ đều không thể có thu nhập chi phí khi mà chính phủ phong tỏa cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh virus Vũ Hán. Còn ở nước lân cận của chúng ta đó là Thái Lan cũng mỗi một người cũng nhận được 500 đô la để hỗ trợ trong đợt đại dịch này. Số người chết do virus thực sự ở Vũ Hán có thể gấp 12 lần con số được công bố. Thông tin được cung cấp bởi các cư dân tại tâm trấn đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy số người chết thực sự có thể lên đến 32.000, gấp 12,7 lần con số chính thức. Ủy ban y tế của tỉnh Hồ Bắc tuyên bố ngày 23 tháng 3 rằng có 2.524 người đã chết vì virus Vũ Hán. Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Các chuyên gia y tế báo cáo trên tạp chí Lancet và các tạp chí khác tiết lộ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã nói dối về sự bùng phát virus ngay từ lần đầu tiên. Tình hình thực tế ở Vũ Hán và toàn bộ Trung Quốc đã được che đậy. Gần đây, khi gia đình những người chết vì virus Vũ Hán được phép thu thập hài cốt đã hỏa táng của thân nhân họ từ 7 nhà tang lễ do chính phủ điều hành thì bức tranh rõ hơn và số ca tử vong thực sự bắt đầu xuất hiện. Tài xế taxi Vũ Hán, anh Jin gần đây đã đến một nhà tang lễ địa phương để lấy cho cốt của mẹ mình. Mẹ anh qua đời vào ngày 1 tháng 2. Anh nói mẹ anh đã chụp CT vào ngày trước khi bà qua đời. Các bác sĩ từ ba bệnh viện cho biết phổi của bà đã bị nhiễm virus nặng. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận bà đã chết vì suy hô hấp trong giấy chứng tử. Jin chia sẻ với đại kỷ nguyên Tiến Trung vào ngày 28 tháng 3 rằng thi thể mẹ của anh đã được gửi đến nhà tang lễ và bệnh viện hỏa táng trực tiếp. Anh không có cơ hội gặp mẹ lần cuối kể từ khi thành phố bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1. Nhà công quyền địa phương đã không cho phép người dân tự chôn cất và hỏa táng. Từ ngày 2 tháng 2, chính quyền đã không cho phép thân nhân nhận lại cho cốt của người quá cố cho đến ngày 23 tháng 3. Phần lớn cho cốt của những người nhiễm bệnh đã chết từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 23 tháng 3 được lưu giữ tại nhà tang lễ. Jin đã đến nhà tang lễ vào ngày 24 tháng 3 để lấy cho cốt của mẹ mình. Một số hũ cho cốt thậm chí còn được đặt bên ngoài cửa do thiếu không gian. Jin kể, một cư dân của Vũ Hán khác là ông Đinh cũng vừa mất đi người mẹ do virus. Ông nói với thời báo Đại Kỷ Nguyên, nhà tang lễ Vu Trang thông báo cho thân nhân của người quá cố rằng cơ sở sẽ giao trả 500 hũ cho cốt mỗi ngày để bảo đảm rằng tất cả những số hũ cho cốt đang được giữ đều sẽ được trao trả lại cho gia đình vào ngày 4 tháng 4 cho lễ hội Thanh minh. Một ngày lễ truyền thống để kính nhớ tổ tiên ông bà của người dân Trung Quốc. Vũ Hán có tổng cộng 8 nhà tang lễ do chính phủ điều hành, 7 nhà hỏa táng trong khi cơ sở thứ 8 chuyên phục vụ người Hồi giáo Hugo và dịch vụ trôn cất. Theo báo cáo ngày 26 tháng 3 của tạp chí tài chính Trung Quốc Khai Xin, nhà tang lễ Henko đã mua 8.000 hũ đựng cho cốt trong vòng 24 giờ. Sau đó nhân viên đã chụp một bức ảnh tại gian phòng chính của cơ sở này cho thấy 3.500 chiếc bình bên trong. Do đó chúng tôi có thể giả định rằng cơ sở đã phân phối 1.500 chiếc bình trong vòng 24 giờ 5 người 5.000 trừ 3.500 bằng 1.500 giả sử giả sử rằng nhà tang lễ Henkou đã trao trả lại cùng với một số lượng hũ cho cốt mỗi ngày từ 23 tháng 3 đến lễ hội Thanh Minh sẽ có ít nhất 18.000 thi thể 1.500 nhân với 12 ngày ở Henco ở Vũ Trang sẽ có 6.000 thi thể 500 nhân với 12 ngày Nhà tang lễ Juhunsan ở quận Khai Đen có sức chứa 2 phần 3 công suất của cơ sở Vũ Trang theo một nhân viên tại Juhunsan Do đó chúng ta có thể ước tính rằng Khai Điên đã hỏa táng số còn lại 2 phần 3 ở Vũ Trang hoặc 4.000 thi thể Mỗi nhà tang lễ ở Xe ở Giang Xia, quận Hoa Pi, quận Tân Châu và quận King Hen đều có công suất tương đương nhau chiếm khoảng một nửa ở vu Trang Sau đó chúng tôi có thể ước tính rằng họ đã hỏa táng khoảng 12.000 thi thể 16 chia cho 2 6.000 chia cho 2 và sau đó nhân với 4 bằng 12.000 Chúng ta có thể ước tính rằng tổng số hũ cho được phân phối bởi cả ba cơ sở là khoảng 40.000 18.000 cộng với 6.000 và cộng với 4.000 và cộng với 12.000 để xác định số ca tử vong do virus Vũ Hán, phải tính đết các trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác. Theo thống kê mới nhất được công bố bởi chính quyền Hồ Bắc, khoảng 47.900 người đã chết trong năm 2018. Điều đó có nghĩa là có trung bình 131 người chết mỗi ngày. Tổng thời gian khi thành phố bị phong tỏa từ ngày 23 tháng 1 đến khi nhà tang lễ mở cửa trở lại ngày 23 tháng 3 là 60 ngày. Giả sử rằng trong một năm trung bình có 131 ca tử vong không liên quan đến virus Vũ Hán thì tổng số ca tử vong do virus Vũ Hán là 7.860 ca trong giai đoạn đó lấy 131 nhân với 60. Từ đây chúng tôi có thể ước tính rằng số người chết do virus ít nhất là 32.140 lấy 40.000 trừ đi 7.860. Hơn nữa có những bệnh nhân nhiễm virus đã chết ở Vũ Hán trước ngày 23 tháng 1 nhưng chúng tôi bỏ qua dữ liệu này ở đây Nhà chức trách cũng đã gửi 40 lò thiêu di động đến tỉnh Hồ Bắc vào giữa tháng 2 Mỗi lò có khả năng đốt 5 tấn chất thải y tế và thi thể mỗi ngày Không rõ liệu những người qua đời bởi virus bị hỏa táng tại các lò thiêu này đã được tính vào hay chưa Trong suốt quá trình bệnh dịch lây lan dữ liệu của chính phủ không chính xác vào ngày 29 tháng 2, một nhóm các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một báo cáo dựa trên nghiên cứu của hơn 70.000 ca nhiễm. Các chuyên gia tiết lộ rằng 104 người đã bị nhiễm virus vào tháng 12 năm 2019. Nhà cầm quyền Vũ Hán đã tuyên bố vào ngày 31 tháng 12 rằng có một đợt bùng phát bệnh viêm phổi do virus đầu tiên ở 27 người. Các chuyên gia cho biết các nhân viên y tế đầu tiên bị nhiễm virus đã được chẩn đoán vào ngày 27 tháng 12. Sau đó, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, 151 nhân viên y tế đã bị nhiễm ở Vũ Hán, 49 người bị nhiễm bệnh ở các thành phố khác của Hồ Bắc và 30 người khác bị lây nhiễm từ các tỉnh khác. Nhân viên y tế bị lây nhiễm là dấu hiệu cho thấy virus có khả năng lây truyền từ người sang người. Nhưng các nhà chức trách phủ nhận rằng virus có thể lây lan ở người cho đến ngày 20 tháng 1. Ngày hôm đó, một nhà dịch tễ học hàng đầu làm việc cho chính phủ trung ương lần đầu tiên tuyên bố rằng virus này đang được truyền đi giữa các thành viên trong gia đình. Vào tháng 3, thời báo Đại Kỷ Nguyên đã có được 4 tài liệu của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đó là các bản dữ liệu thống kê về kết quả xét nghiệm chẩn đoán trong thành phố vào ngày 14 tháng 3. Các tài liệu liệt kê rằng tổng cộng thành phố đã kiểm tra 16.234 mẫu trong ngày trong đó có 373 dương tính với virus Vũ Hán. Trong số các mẫu dương tính 91 mẫu là dương tính lần đầu tiên, trong khi đó, cùng ngày chính phủ chỉ báo cho có 4 ca nhiễm mới ở Vũ Hán. Chính quyền tỉnh Vũ Hán gần đây đã cho cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại và công dân trở lại làm việc. Họ họ thừa nhận rằng có những người có thể tái phát sau khi hồi phục hoặc không có triệu chứng, nhưng các ca nhiễm sẽ không được tính là nhiễm trùng mới. Trên thực tế, một số trong số các ca nhiễm này có thể lan truyền virus sang người khác. Số lượng các hũ cho cốt ở Vũ Hán dấy lên những nghi vấn về báo cáo tử vong vì corona Vũ Hán do Trung Quốc. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020, một chiếc xe tải lớn dừng ở lối ra vào phía tây của Sinh hà Xinhahor. Chiếc xe chở đầy cho từ nhà tang lễ Hào Câu Người lái xe nói rằng có khoảng 2.500 cho cốt trong chiếc xe này. Ngày hôm qua, anh cũng chuyên chở một số lượng các hộ hũ cho cốt. Các đợt giao hũ cho cốt khổng lồ ở Vũ Hán đã làm giấy lên sự hoài nghi mới về báo cáo tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc. Khi các gia đình trung tâm của thành phố Trung Quốc bắt đầu thu nhặt cho hỏa táng của những người đã chết vì virus trong tuần này. Các bức ảnh bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy lượng lớn các hũ trò cốt tại nhà tàng lễ Vũ Hán. Trung Quốc đã báo có 3.299 ca tử vong liên quan đến coronavirus trong đó phần lớn diễn ra ở Vũ Hán, tâm trấn của đại dịch toàn cầu. Nhưng một nhà tang lễ đã nhận được hai lô hàng với tổng lượng 5.000 hũ cho cốt suốt 2 ngày, theo hãng truyền thông của Trung Quốc Khai Xin. Công nhân tại một số nhà tang lễ đã từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào cho Bloomberg về việc có bao nhiêu chiếc bình đang chờ được thu thập, nói rằng họ không biết hoặc không được phép chia sẻ số liệu này. Các bức ảnh được phổ biến sau khi cả Hoa Kỳ và Ý đã báo cáo số ca tử vong vượt Trung Quốc. Trung Quốc đã tháo gỡ lệnh phong tỏa hai tháng đối với Vũ hán và sau khi các quan chức dự đoán chiến thắng chống lại virus vào đầu tháng. Tổng thống Donald Trump hôm thứ sáu cho biết đã nói chuyện với ông Tập cận bình và hy vọng hai nước sẽ chia sẻ thông tin về loại virus này để chống lại sự lây lan ở Mỹ tốt hơn. Ông Trump thuyết vào thứ sáu rằng Trung Quốc đã trải qua rất nhiều đã gia tăng sự hiểu biết về virus, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhau. Đại dịch virus Vũ Hán xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã quét qua hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngoài nỗi sợ hãi nhân mạng và đại dịch gây ra đã cướp đi thì nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của từng quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn công việc của cá nhân, sự đứt gãy quy trình sản xuất của từng nhà máy, xí nghiệp và công ty. Sự phong tỏa của các địa phương, các tỉnh thành thậm chí quốc gia cũng làm đứt gãy chuỗi cung cứng, cung ứng hàng hóa. Giá trị của một nền kinh tế thế giới đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhau giữa các quốc gia. Đối với tất cả các nền kinh tế và nền kinh tế thế giới nói chung, những ngành nghề đầu tiên chịu ảnh hưởng của đại dịch corona virus là các ngành vận tải, ngành vận chuyển hành khách, du lịch và các ngành dịch vụ và tất cả những người những ngành nghề sản xuất các chuỗi cung ứng liên quan đến đại công xưởng của thế giới. Trung Quốc với tình trạng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch, các quốc gia có nền kinh tế phát triển có thực lực chống đỡ bằng việc tung ra các gói hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho người dân, cho doanh nghiệp nhằm giảm bớt phần nào đó những thiệt hại cho những người dân trong cơn đại dịch. Ví dụ như ở Hoa Kỳ chi 2.000 tỷ đô la để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đối với các nước có nền kinh tế nhỏ, yếu ớt, mong manh, sự tàn phá của đại dịch sẽ làm cho thảm họa không thể lường hết nổi. Việt Nam là một trong những số các nước như vậy. Kinh tế Việt Nam trước đại dịch là đã là một nền kinh tế ăn đông từng ngày. Tổng số nợ gấp 3 đến 4 lần GDP của nền kinh tế tức vào khoảng 700 đến 800 tỷ đô la. Chỉ riêng việc trả lãi cho các khoản vay này cũng đã là quá sức đối với nền kinh tế. Chính vì vậy mà các khoản nợ đáo hạn, việc huy động trả nợ sẽ có một phần vay mới để trả nợ cũ và như vậy thì nợ mới chồng nợ cũ, số nợ ngày càng phình to. Sự nguy hiểm của nền kinh tế Việt Nam trong lần đại dịch lần này ở chỗ là nền kinh tế Việt Nam quá lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Cộng nước bị tàn phá khủng khiếp nhất trong đại dịch tính đến giờ phút này. Sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc thể hiện trên mấy yếu tố sau. Thứ nhất là nguyên nhiên liệu sản xuất của hầu hết các ngành nghề đều có tỷ trọng lớn đến từ Trung Quốc. Thứ hai là rất nhiều khu vực ngành nghề và dự án lớn do Trung Quốc thâu tóm. Thứ ba là trong hàng hóa lớn nhập khẩu hàng năm, phần lớn là hàng tiêu dùng giá rẻ bị ách tắc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Đồng thời, việc xuất khẩu sang Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Chưa kể lượng khách Trung Quốc hàng năm chiếm tỷ lệ rất lớn là du khách đến Việt Nam. Biểu hiện sự đi xuống của nền kinh tế do đại dịch là thể hiện trong các chỉ số kinh tế. Đầu tiên là thị trường chứng khoán. Trước đại dịch, chỉ số chứng khoán VN Index liên tục ở mức sát ngưỡng 1.000 điểm Đến mấy ngày gần đây thì đáy của VN Index là trên dưới 660 điểm. Như vậy là đã mất 1 phần 3 số điểm trên thị trường. Số du khách quốc tế tháng 2 năm 2020 giảm 40%, tháng 3 chưa thống kê. Tháng 3 là bùng phát dịch đợt 2, hủy và cấm nhiều chuyến bay quốc tế. Báo tuổi trẻ đưa tin hơn 15% số doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất vì virus Vũ Hán ngày 20 tháng 3 vân vân. Và tất cả chúng ta đều biết rằng những tác động ảnh hưởng của đại dịch mới chỉ là bắt đầu. Đối với vấn đề lây nhiễm ảnh hưởng của sức khỏe và tính mạng người dân của đại dịch, thật may mắn cho Việt Nam chúng ta. Đến hôm nay khi mà đại dịch đã đi qua được gần 3 tháng, có thể khẳng định một điều, Việt Nam chúng ta đã quá may mắn có một vùng khí hậu và cơ địa của người Việt Nam hoàn toàn không tương thích với virus chết người đang hoành hành ở châu Âu hiện nay. Cũng như ở Trung Quốc, cách này vài tháng, các số liệu nhà nước đưa ra tất nhiên là thông tin không thể tin được. Nhưng có một điều chắc chắn đã không có một sự bùng phát dịch như ở Vũ Hán, Hồ Bắc và Trung Quốc cũng như không có sự bùng phát như ở châu Âu hiện nay. Hoàn toàn không phải do các công tác phòng chống dịch của Việt Nam tốt nếu như nếu có thì công tác phòng chống dịch cũng chỉ là chiếm một tỷ lệ nhỏ. Nếu như chúng ta nhìn vào quang cảnh và cách thức của các khu cách ly hiện nay. Mà đó là do khí hậu và cơ địa của người Việt Nam không tương thích với con virus corona đó. Nếu có sự bùng phát dịch như ở Trung Quốc trước đây và châu Âu hiện nay, nhà cầm quyền hoàn toàn không thể bưng bít nổi. Chế độ cộng sản Việt Nam đã trải qua nhiều lần thoát hiểm kỳ lạ và kỳ quặc. Lần này, tác động của đại dịch về sức khỏe và tính mạng của con người hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, về kinh tế thì đây là một đòn chí mạng vào nền kinh tế và chế độ Cộng sản Việt Nam. Một yếu tố cũng được nhắc đến các lần nguy ngập trước của chế độ luôn có bạn vàng với tiềm lực lớn đứng ra bảo trợ về tinh thần và vật lực. Lần này thì bạn vàng cũng đang ngắt ngoại mà cú đòn lại lớn gấp nhiều lần những lần trước. Đảng Cộng sản Việt Nam liệu có thoát nổi cú ngoạn có thoát nổi cú dịch bệnh này hay không và có thể thoát được ngoạn mục nữa hay không. Chúng ta hãy chờ xem. Thêm 5 bệnh nhân Covid-19, một lây trong cộng đồng, một từ bệnh viện Bạch Mai. Sáng nay ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế công bố thêm 5 dịch, bệnh 5 bệnh nhân Virus Vũ Hán mới nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 212 người. Trong số này có một người lây trong cộng đồng, một người là nhân viên của công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tới 6 giờ sáng nay ngày 1 tháng 4 đã ghi nhận thêm 5 ca virus Vũ Hán mới nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 212 người. Trong số 5 ca mới này, 1 ca là nhân viên của công ty Trường Sinh, 1 ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và 3 ca được cách ly. Ngay sau khi nhập cảnh, cụ thể là 5 ca bệnh mới. Bệnh nhân số 208 là nữ, 38 tuổi, làm nhân viên cho công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai. Một bệnh nhân nữa là bệnh nhân số 209 là nữ, 55 tuổi quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội hiện đang nấu ăn tại công ty xăng dầu khu vực 1. Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, bà có tiếp xúc cùng gần, gần với bệnh nhân số 163 tại bếp ăn của công ty xăng dầu khu vực 1. Những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 209 gồm có chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc. Sau khi xác nhận đây là trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đà Khoa Đức Giang ngày 29 tháng 3 mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sang nhà điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 210 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở huyện Cần Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, từ Thái Lan về nước ngày 20 tháng 3. Trước đó cô có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 201. Sau khi nhập cảnh, cô được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 29 tháng 3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Tình hình sức khỏe cũng đang tạm ổn định. Bệnh nhân số 211 là nữ 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Mỹ, địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội ngày 19 tháng 3 cô từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh à, Abu Dhabi và Bangkok đến Hà Nội vào ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh cô được chuyển đến khu cách ly tập trung tại lữ đoàn 24 xã Quỳnh Lưu huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Ngày 24 tháng 3 xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Bình cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 25 tháng 3 mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe tạm ổn định. Bệnh nhân số 112 là nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, địa chỉ tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Cô cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290, số ghế 42C. Sau khi nhập cảnh hai vợ chồng được chuyển đến khu cách ly trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 29 tháng 3, cô có biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển lên cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Mẫu bệnh phẩm gửi đến bệnh viện, đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Tình trạng sức khỏe tạm ổn định. Với 5 bệnh nhân mới, tổng số ca nhiễm ở Việt Nam nâng lên con số 212 ca, trong đó liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là 35 ca. Tuy nhiên, điều đáng mừng là ngày 31 tháng 3, số ca mới phát hiện đã dưới 10 ca, là ngày có số bệnh nhân mới ghi nhận ít nhất trong nhiều ngày gần đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.